Thời gian gần đây, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận các ca bệnh nhi mắc bệnh chốc. Các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh chốc ở trường học, đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 8 ca bệnh chốc, đặc biệt có nhiều trường hợp bé bị kéo dài nhiều ngày, vết trợt lây lan nhiều vùng cơ thể. Có trường hợp gia đình đã tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian như khoáng nhang, tắm lá chè xanh, lá khế, uống thuốc tiêu độc giải gan, khiến tình trạng diễn tiến nặng hơn. Biểu hiện của chốc là xuất hiện những mụn nước, bóng nước, rồi sau đó nó sẽ lan rộng ra, đóng mài, màu vàng, mật ong rất là đặc trưng. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách thì sẽ khỏi nhanh và không để lại sẹo. Tuy nhiên, nếu chúng ta để lâu và điều trị sai cách thì cái tình trạng nhiễm trùng này có thể nặng nề hơn. Chốc là bệnh rất dễ lây lan từ vùng da bị bệnh đến vùng da lành và lây sang người khác khi có tiếp xúc với chất dịch rỉ ra từ các vết trợt da, rỉ dịch. Bệnh thường lây truyền trong các trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em. Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có những nốt mẩn đỏ, mưng mủ trên da, đặc biệt hay xảy ra trên đầu, mặt, nên đến khám tại các cơ sở y tế để phòng bệnh lây lan và biến chứng.